và quốc quy xin thân ái kính chào quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ chương trình tin tức của đài truyền hình Việt Mỹ gồm có các tin chính sau đây lãnh đạo APEC quan mang về số phận TPP Mỹ Iran xung đột về thỏa thuận hạt nhân nga có thể thử phản ứng NATO trước khi ông Trump nhậm chức ông Trump sẽ mời cựu ứng viên tổng thống làm ngoại trưởng Mỹ dân Mỹ muốn Trump ưu tiên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thời chiến tranh Việt Nam qua đời Bắc Hàn có thể nối quan hệ với Mỹ dưới thời ông Trump Quan hệ Việt Mỹ tàu và dịch giải tiếng tàu tại trường phổ thông Việt Nam Và sau đây là phần mở đầu với phần điểm tin thế giới kính thưa quý vị Bản tin thế giới đầu tiên hôm nay sau khi kết thúc cuộc gặp kéo dài 90 phút với Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm 17 tháng 11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết là ông Donald Trump là một nhà lãnh đạo đáng tin cậy và ông tự tin vào mối quan hệ giữa Tokyo với chính quyền mới của Washington. Theo hãng tin Reuters, thì Thủ tướng Shinzo Abe đã có cuộc gặp được sắp xếp vội vàng với Tổng thống Donald Trump tại tháp Trump ở Manhattan, New York. Ông Abe là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên hội đàm với ông Trump từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 8 tháng 11 vừa qua. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp kéo dài 90 phút, Thủ tướng Abe cho biết ông và ông và ông Donald Trump đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn trong bầu không khí ấm cúng. Mặc dù hạn chế tiết lộ nội dung chi tiết vì đây là cuộc gặp không chính thức, song nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh, cuộc trò chuyện khiến tôi cảm thấy vững tin rằng chúng tôi có thể xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng quan hệ đồng minh không thể tồn tại nếu không có lòng tin. Dựa trên kết quả của cuộc trò chuyện này hôm nay, tôi tự tin rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump là nhà lãnh đạo đáng tin cậy. Thủ tướng Abe nói thêm, Thủ tướng Abe cũng gửi lời cảm ơn đến Tổng thống đắc cử Trump vì đã dành thời gian tiếp đón ông trong lúc đang bận rộn sắp xếp nhân sự cho nội các mới trước thềm lễ nhậm chức vào tháng 1 năm sau. Mặc dù lịch trình làm việc của ông ấy rất kín vì phải xem xét các quyết định bổ nhiệm cũng như điều hành công việc kinh doanh, nhưng ông ấy vẫn sẵn lòng tiếp đón Ông Abe cho biết, cũng theo nhà lãnh đạo Nhật Bản này thì hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề khác nhau và nhất trí sẽ gặp lại nhau vào một thời điểm phù hợp để trao đổi về các vấn đề sâu rộng hơn. Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Abe và Tổng thống đắc cử Trump diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang tỏ ra bất an về tương lai quan hệ Tokyo và Washington sau những tuyên bố cứng rắn của ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử trước đó. Cụ thể thì ông Trump cho rằng các nước đồng minh của Mỹ ở châu Á trong đó có Nhật Bản phải chi trả nhiều hơn để duy trì sự hiện diện của lực lượng quân đội Mỹ. Ngoài ra Tokyo nên tự trang bị vũ khí hạt nhân riêng để phòng để tự phòng vệ trước mối đe dọa từ Triều Tiên, đồng thời phản đối việc thông qua hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Lãnh đạo APEC hoang mang về số phận TPP. Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 18 tháng 11 tới Peru tham dự cuộc họp các lãnh đạo APEC nhưng sự hiện diện của ông bị lưu mờ bởi một nhân vật không tham dự cuộc họp này cho tới năm sau là Tổng thống kế nhiệm Donald Trump. Ông Trump từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu TPP là một đòn giáng sinh tử, một sự cưỡng đoạt đối với nước Mỹ. Chiến thắng bất ngờ của ông Trump hôm 8 tháng 11 đã đập tan cơ mai TPP được Quốc hội Mỹ hiện thời thông qua và cũng không có chỉ dấu cho thấy chính quyền kế tiếp sẽ ủng hộ việc này giờ đây TPP chắc chắn sẽ chết. Bà Deborah L, là giám đốc điều hành trung tâm thương mại châu Á ở Singapore nhận xét, là người ủng hộ TPP, bà em hy vọng ông Trump sẽ thấy rằng không cách nào giúp công dân Mỹ hơn là hiệp định TPP giữa 12 nước thành viên và rằng bớt nghẹt TPP nghĩa là trao chiến thắng sớm cho Trung Quốc. Peru, nước chủ nhà tổ chức thượng đỉnh APEC, đã khởi sự các cuộc đàm phán với Trung Quốc về việc gia nhập hiệp định thương mại khu vực do Bắc Kinh dẫn đầu là ACEP kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, cảnh sát Pakistan canh gác bên ngoài một trung tâm huấn luyện cảnh sát sau khi nơi này bị các chiến binh tấn công ở tại Quetta, Pakistan ngày 25 tháng 10 năm 2016. Nhà chức trách Pakistan loan báo là bắt được một nhóm 8 phần tử hiếu kiến điều hành một tổ chức tiền mồ theo chỉ thị của một tổ chức khủng bố. Nhà nước hồi giáo có căn cứ tại Syria một giới chức Pakistan ngày 17 tháng 11 cho biết là các lực lượng chống khủng bố trong một cuộc bố ráp đêm qua đã bắt những người này tại Lahore, thành phố lớn thứ hai của Pakistan, là thủ phủ của tỉnh Punjab, đông dân cư. Loan báo này cho biết là nhà cầm quyền cũng tịch thu được nhiều điện thoại di động, máy vi tính sách tài và những tài liệu tuyên truyền của nhà nước Hồi giáo. Những người bị bắt đã tiễn mộ người trẻ để đưa họ một cách bất hợp pháp sang Syria qua ngõ Afghanistan và Iran là hai nước láng giềng của Pakistan có chung biên giới dài dễ qua lại. Các giới chức Pakistan nói trong vòng 2 năm qua, họ đã bắt hàng trăm người hoạt động cho nhà nước Hồi giáo tại nhiều thành phố khác nhau, nhưng vẫn cho rằng nhóm Trung Đông này không có sự hiện diện và không có tổ chức tại Pakistan. Mỹ và Iran xung đột về thỏa thuận hạt nhân. Hoa Kỳ và Iran vào ngày 17 tháng 11 công khai tranh cãi tại Cơ quan Giám sát Nguyên tử năng của Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên kể từ khi hai bên ký kết một thỏa thuận hạt nhân cột mốc vào năm ngoái, hai bên bất đồng về việc Iran liên tục thách thức một trong những giới hạn trong thỏa thuận không mấy được định nghĩa nghiêm ngặt. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế là IAEA -E -E kiểm tra việc thi hành thỏa thuận nói Iran lần thứ nhì trong năm nay đã vượt quá giới hạn lưu trữ nguyên liệu nhạy cảm, có nguy cơ phá hoại sự ủng hộ của nhiều nước đối với thỏa thuận này. Chiến thắng của ông Donald Trump, người thường lên tiếng chỉ trách thỏa thuận trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cũng nêu lên những kỳ vấn là liệu Hoa Kỳ có tiếp tục ủng hộ thỏa thuận này hay không, thỏa thuận hạn chế những hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ những chế tài chống nước Cộng hòa Hồi giáo này. Đại sứ Hoa Kỳ tại IAEA Laura Hoge trong một tuyên bố tại phiên họp hàng quý của Hội đồng Quản trị nói, Iran cần phải nghiêm chỉnh tôn trọng tất cả những cam kết và những biện pháp kỹ thuật trong suốt thời hạn của thỏa thuận. Tranh chấp đặt trọng tâm vào một phần của thỏa thuận giữa Tehran và sáu cường quốc lớn giới hạn kho nước nặng của Iran. Nguyên liệu được dùng để điều chỉnh trong các lò phản ứng, như là lò phản ứng chưa hoàn tất tại Iran, tại Iraq đã ngừng không sử dụng nữa. Kính thưa quý vị, trong nỗ lực chi quét những lời lăng mạ hoàng gia trên mạng sau khi quốc vương băng hà, nhà chức trách Thái Lan đã thúc ép Google và Facebook giúp đỡ trong chiến dịch đóng sập hơn 1.300 trang web hồi tháng rồi. Số này được cho là nhiều hơn tổng số website bị đóng cửa trong 5 năm trước đó cộng lại. Theo nguồn tài liệu được cung cấp riêng cho hãng thông tấn AP, trong khi cả nước Thái Lan đau buồn vì quốc vương Bumibo Adulayev băng hà hôm 13 tháng 10, chính phủ Thái đã tập trung loại bỏ những bình luận trực tuyến mà họ cho là xúc phạm quốc dương quá cố. Hoàng hậu hoặc người kế vị của nước này là Thái tử Maha Vajiralongkorn, luật sư và Luật khi quân của Thái Lan được xem là đạo luật khắc khe nhất trên thế giới. Theo luật này, người phạm tội phỉ bán bất kỳ ai trong ba nhân vật này của hoàng gia sẽ phải chịu hình phạt lên đến 15 năm tù giam. Kể từ khi quốc vương băng hà, Thái Lan đã kết án hơn 20 người về những phát ngôn chống hoàng gia, yêu cầu trục xuất các nghi phạm phỉ bán hoàng gia thuộc ít nhất 7 quốc gia khác nhau và đang cố gắng xóa sạch các nội dung được phát hiện là tấn công hoàng gia trên các website và mạng xã hội. Dữ liệu do nhóm hỗ trợ của bố phòng cung cấp cho AP cho thấy, Chính phủ đã đóng cửa 1.370 trang web trong tháng 10, nhiều hơn số 1.237 trang bị đóng cửa trong 5 năm trước cộng lại. Trong tháng 9, chỉ có 2 trang bị đóng cửa. Thái Lan ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải khóa chặn các trang web gây phản cảm. Người sử dụng khi nhấp vào các trang này chỉ thấy con dấu của chính phủ và một thông báo bằng tiếng Thái. Trang web này có chứa nội dung và thông tin bị xem là không thích hợp. Trang này bị bộ kinh tế kỹ thuật số và xã hội kiểm duyệt. Nga có thể thử phản ứng NATO trước khi ông Trump nhậm chức. Quan chức ngoại giao Lithuania cảnh báo Nga có thể sẽ thử NATO vài tuần trước khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ. Ngoại trưởng Litva nói rằng trong thời gian từ nay đến khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức vào tháng Giêng 2017, Nga có thể sẽ tìm cách thử mức độ sẵn sàng chiến đấu của NATO cũng như quyết tâm ngoại giao của liên minh này hiện chưa rõ chính sách của Mỹ với NATO dưới thời Tổng thống Trump sẽ ra sao, mặc dù trong chứng dịch tranh cử ông từng tuyên bố có thể rút khỏi liên minh quân sự này, hay là buộc các đồng minh NATO phải gánh vác thêm chi phí an ninh thay vì dồn lên vai của Washington. Trong khi đó, thì Litva từng cảnh báo Nga đang tập hợp lực lượng và tái trang bị cho các căn cứ quân sự ở Kaliningrad. Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu tháng 10 đã xác nhận Nga đã triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật có khả năng mang đầu hạt nhân iskander m tới đỉnh kaliningrad thuộc vùng lãnh thổ thuộc nga nhưng nằm giữa ba lan và litva ba lan litva và estonia ngay lập tức bày tỏ lo ngại trước quyết định này của nga bộ trưởng quốc phòng ba lan là anthony đã gọi hành động của nga là đáng báo động và cho biết quân đội ba lan đã trong tình trạng sẵn sàng để đảm bảo an ninh của đất nước cũng như các đồng minh ngoại trưởng litva cho rằng trong bối cảnh bất đồng gia tăng giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Syria và tình hình tại Ukraine, thì quyết định triển khai tên lửa của Nga vào thời điểm này có thể là gây sức ép nhằm tìm kiếm sự nhượng bộ trong các bước đi của phương Tây. Vừa rồi là các phần tin quốc tế và sau vài phút chúng tôi sẽ quay trở lại với các phần tin Hoa Kỳ và Việt Nam.